Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, khi nghiên cứu về Giê-xu thì chúng ta không thể nào không nghiên cứu đến Thánh David. Vậy Thánh David có tầm quan trọng như thế nào đối với dòng dõi của Giê-xu? Và Thánh David là ai? Hồng Y Nguyễn Văn Thuần, Chứng Nhân Hy Vọng, trang 30, nơi David, người nổi danh nhất trong các vua, đã sinh ra Messiah. Đức ông Trần Văn Khả, Trần Lục, trang 269, Chúa Giê-xu là dòng dõi vua David, mà Thánh Giuse, cha nuôi của Giê-xu trước công nguyên, là một thành phần. Matthew 1:216, Charles Nguyễn, Công giáo trên bờ vực thẳm, trang 66, lạy ông Thánh Cô Kim, là đấng rất sang trọng về dòng dõi vua David, trích dẫn từ kinh cầu ông Thánh Cô Kim của Công giáo. Lạy bà Thánh Anna là mẹ nữ vương, bà là đấng sang trọng bởi dòng vua David, trích dẫn từ kinh cầu bà Thánh Anna của Công giáo, trang 73. Xin Chúa làm cho tôi khinh dễ sự đời là chốn muôn chim cầm thú. Xin làm cho tôi đặng về quê hương thật hiệp là một cùng vua David, trích dẫn từ kinh Nhật Khóa của Công giáo. Đọc những đoạn trên, chắc hẳn ai cũng phải nghĩ rằng nhân vật David phải đặc biệt lắm nên Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và Đức ông Trần Văn Khả mới hãnh diện khoe rằng Chúa Giê-xu của các ông ấy thuộc dòng dõi vua David. Và giáo dân Việt Nam mới ca tụng bố mẹ bà Maria của họ là sang trọng bởi dòng vua David, dù rằng trong Thánh Kinh không có chỗ nào nói là họ là hậu duệ của vua David. Coi đời sống hiện tại của họ là đời sống của muôn chim cầm thú đáng kinh dễ, và cầu nguyện sau khi chết được về cùng vua David thay vì về gặp tổ tiên, ông bà, cha mẹ, vân vân. Tôi thành thực mong cho họ được tội nguyện, chỉ khuyên có một điều: hãy đi học tiếng Do Thái trước khi chết. Vì cả Chúa Giê-xu lẫn vua David đều không biết tiếng Việt. Thật ra thuở đó Thiên Chúa trong Thánh Kinh không biết rằng quả đất tròn, cho nên biết đến một nửa địa cầu, không biết có dân Việt Nam nửa địa cầu này hay không. Và dù có biết đến đi chăng nữa thì cách đây mấy ngàn năm Việt Nam ta chưa mở cửa VSL, tiếng Việt như là ngoại ngữ thứ hai. Ngoài ra họ cũng nên biết rằng Thánh Kinh đã viết rõ Matthew 22:2.14: vì nhiều người được ơn kêu gọi nhưng chỉ có ít người được chọn. Và Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cũng đã viết rõ trong cuốn Chứng Nhân Hy Vọng: chúng ta không được lựa chọn vì công trạng của mình, nhưng chỉ vì lòng từ bi của Chúa. Vậy xác suất của sự về quê hương hiệp cùng vua David của họ sau khi chết thật là nhỏ và không tính trước được. Vì mọi công trạng, để dụ hay cưỡng bách người khác vào đạo, mọi cầu nguyện đều vô ích. Tất cả chỉ tùy thuộc hứng của Chúa, ít người được chọn, và lòng từ bi của Chúa mà thôi. Để giúp cho giáo dân Việt Nam cũng như những kẻ giữ là kẻ có đạo, chắc lên Nguyễn, Công giáo trên bờ vực thẳm, trang 9, Toàn niên kinh nguyện Bùi Chu, trang 325, đã biết. Và nếu đã biết rồi thì biết rõ hơn về nhân vật David, tôi xin viết một bài về vua David để cho chúng ta cùng thưởng thức cái hay của Thánh Kinh. Chuyện vua David thánh thiện của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận nằm trong Thánh Kinh Cựu Ước, Phẩm, Samuel và Samuel 1 và 2 Samuel. Thường thì chúng ta chỉ biết đến câu chuyện quen thuộc hay nhất và xác thực nhất về vua David, đó là cậu bé David đã đánh bại người khổng lồ Goliath cao 2m75, đang mặc áo giáp đồng và đội mũ đồng, bằng cách dùng cái ná và viên sỏi
bắn vào trán Goli. Quý độc giả và tôi đều đã coi nhiều phim về những chuyện trong Thánh Kinh và đều đã thấy các chiến sĩ đội mũ đồng che phủ trán xuống tận chân mày. Có phải như vậy không? Vậy chúng ta có thể đoán rằng trước khi dùng cái ná bắn chim của trẻ con để bắn chết Goli, David chắc hẳn đã phải leo lên người Goli, chặt cái mũ của hắn cho hở lộ trán ra, rồi mới lui lại dùng ná bắn sỏi vào trán của Goli. Mới nghe thì câu chuyện có vẻ hoang đường, nhưng Chúa đã ở cùng David nên không có gì mà David không làm được. Thật vậy, trước khi giao chiến cùng Goli, David đã tuyên bố: hôm nay Chúa giao mạng ông cho tôi sẽ đánh ngã ông, chặt lấy đầu ông. Khi Chúa cứu giúp, Ngài không cần đến gươm giáo, vì Ngài là Chúa của chiến trường. Samuel 17:2.46 đến trang 47. Vậy trước khi đánh nhau với Goli, David đã biết mình sẽ thắng. Vì thực ra là Chúa đánh nhau với Goli chứ không phải là David. Những chuyện lẩm cẩm như vậy có đầy dẫy trong cuốn sách được gọi là Thánh Kinh. Chắc chắn là Chúa cũng đã ở cùng ông Nguyễn Văn Thuận. Nếu không, làm sao ông ta lên được chức Hồng Y? Trước đây khi ông còn ở trong nhà tù Cộng sản thì chắc Chúa chưa ở cùng ông. Bởi vì nếu Chúa ở cùng ông thì thừa sức đánh bại mấy tên quản giáo để tự giải phóng cái thân tù tội của mình. Nhưng không phải tiểu sử David chỉ có một chuyện giải trí cho trẻ con như vậy. Khi đầu óc chúng chưa phát triển, mở mang và được bố mẹ bắt phải đi học các lớp dạy Thánh Kinh vào sáng chủ nhật ở nhà thờ, mà còn nhiều chuyện hấp dẫn khác. Những chuyện hấp dẫn này mới chính là những chuyện đáng nói trong cuộc đời của David. Điều lạ là những chuyện hấp dẫn này lại chẳng bao giờ được kể hay giảng dạy trong nhà thờ. Nếu các linh mục, mục sư không kể thì tôi đành phải gánh vác nhiệm vụ này. Và lẽ dĩ nhiên tôi xin kể miễn phí. Sau đây chỉ là tóm tắt những chuyện về David được ghi trong Thánh Kinh. Những chuyện này dành cho những người trên 18 tuổi trong những nước văn minh tiến bộ Âu Mỹ mà Kitô giáo đủ loại, là những lực lượng chỉ đạo tinh thần và đạo đức, những người được hưởng quyền hợp pháp tự do xem và thưởng thức những loại phim từ từ 1x đến 3x. Thuở đó, vua của Israel và Saul, ông có người con gái tên là Michal. David là một sĩ quan chỉ huy trong quân đội của Saul, lập được nhiều chiến công và nổi tiếng là anh hùng dân tộc. Vì trước khi được Saul thu dụng đã dùng một cái ná bắn chim của trẻ con để bắn trúng trán người khổng lồ Goli đang đội mũ đồng. Do đó Michal đem lòng mến David. Samuel 18:2.20. Nhưng sao lại không thấy làm gì hài lòng, vì trước sau vẫn được dân chúng ca tụng chiến công của mình. Nhưng nay dân chúng hạ ông xuống hàng thứ hai, họ nhất là các phụ nữ nhảy múa và ca hát. Sao đã giết cả ngàn địch quân, nhưng David lại giết cả vạn. Điều này làm cho Sao nổi giận và từ đó thường nhìn David với đôi mắt hằn học. Samuel 18:2.7 đến trang 9. David thường hầu cận bên Sao và gảy đàn cho Sao nghe. Một hôm đang khi gảy đàn thì Sao phóng một cây lao định ghim David vào tường, nhưng David tránh được hai lần như thế. Samuel 18:2.11. Vì Chúa ở cùng David, Sao không cho David hầu cận mình nữa, giáng chức David và chỉ cho chỉ huy 1.000 binh sĩ. Samuel 18:2.13. David thành công trong mọi việc vì Chúa ở với ông.
Samuel 18, 2.14. Chúng ta đã biết con gái Saul là Michael đã đem lòng yêu David. Saul bèn gả Michael cho David, nhưng không phải vì thương con, muốn cho con có hạnh phúc, mà để gả con cho hắn để dùng con ta hại hắn. Như vậy hắn dễ bị người Philistine giết hơn. Samuel 18, 2.21. Điều kiện của Saul gả Michael cho David là phải đi đánh kẻ thù của Saul là dân Philistine. Và đồ sính lễ của David là 100 miếng da ở đầu dương vật của người Philistine. Thánh Kinh tiếng Việt viết là dương bì. Samuel 18, 2.25. Chúng ta biết rằng trong giao ước của Chúa với Abraham, thánh tổ phụ của các đạo Chúa, có một điều kiện mọi người nam sau khi sinh ra được 8 ngày đều phải chịu phép cắt bì, nghĩa là hớt đi miếng da đầu dương vật. Nếu không thì automatic tự động bị loại ra khỏi dân Chúa. Chúng ta cũng biết dương bì của Chúa Giêsu đã được cùng lúc thờ phụng tại nhiều nơi trên thế giới. Vì Chúa cùng David nên ông chấp thuận điều kiện của Saul ngay, và Chúa đã giúp ông mang về cho Saul không phải là 100 mà là 200 dương bì của dân Philistine để làm đồ sính lễ cưới Michael. Biết rõ là Chúa ở cùng David nên Saul càng sợ và căm thù David. Psalm 18 2.28 đến trang 29. Một hôm David đang gảy đàn cho Saul, nghe Thánh Kinh không nói rõ khi nào thì Saul phục hồi chức vì hầu cận và gảy đàn cho vua nghe của vua David. Saul lại phóng lao định ghim David vào tường, nhưng lẽ dĩ nhiên David lại tránh khỏi vì Chúa ở cùng ông và chạy thoát thân trong đêm tối về nhà. Samuel 19 2 chấm trang 9 đến trang 10. Đọc đoạn trên trong Thánh Kinh, chúng ta phải hiểu là sao vua của dân Israel muốn giết David chỉ có cách duy nhất là phóng lao vào David khi David ngồi gảy đàn một mình cho Saul nghe. Saul không hề có vạn quân dưới trướng hay cận vệ hay lính canh gác vân vân để có thể sai bắt David và giết đi nếu muốn. Nhưng nghệ thuật đọc Thánh Kinh của chúng ta là để tin chứ không phải để suy luận vớ vẩn, xem nó đúng hay sai, có hợp lý hay không, vân vân. Trong Ca Tô giáo dùng đến lý trí để suy luận và một tội nặng, vì phần lớn những suy luận đều ngược với những điều giáo hội dạy rằng. Giáo hội dạy hãy huynh mình trong văn phục. Như vậy đầu óc của con người là thừa, giống như những con chiên, những người chăn chiên lùa đi đâu thì phải đi đó. Thế rồi vua Sao sai quân đến nhà David để bắt đem đi xử tử. Nhờ có vợ và là Michael thòng một cái dây qua cửa sổ lúc đêm tối, cho nên David tuột xuống trốn thoát. Samuel 19 2 chấm trang 11 đến trang 12. Thánh David chạy trốn đến nhà người bảo trợ là nhà tiên tri Samuel ở Ramat. Biết tin này, Saul sai quân đến bắt, nhưng cả ba lần quân sĩ đều phải quay trở về. Khi đến nơi thì đoàn quân bị thôi miên rồi nhảy múa ca hát, nói những lời tiên tri lẩm nhảm như Samuel. Samuel 19 2.20 đến 21. Sau bèn đích thân đi đến Ramat để bắt David, nhưng khi đến nơi chính Saul cũng bị thôi miên đến độ tự mình lột hết quần áo trần truồng nằm trên đất suốt một ngày một đêm. Do đó David lại trốn thoát. Samuel 19 2.24. Đến đây chắc các độc giả sẽ cho rằng những chuyện quanh quẩn lẩm cẩm như vậy thì có gì hay mà phải kể. Xin quý vị hãy yên tâm, những đoạn hấp dẫn còn chưa tới.
Trên đây mới là chỉ là phần mở đầu. Trước khi kể tiếp chuyện ông Thánh David, tôi cần phải nói là đọc Thánh Kinh là một nghệ thuật, và phải có đầu óc suy luận. Bởi vì những cái hay trong Kinh Thánh thường không được viết thẳng ra mà chứa nhiều ẩn hàm. Thí dụ, Thánh Kinh không viết thẳng ra là bà Mary đã sinh nở ra là 7 lần, mà chỉ viết theo quyết khéo là đây có phải là 4 em trai và các em gái của Giê-xu hay không. Câu này ẩn hàm bà Maria đã sinh nở ít ra là 7 lần với Giê-xu là đứa con đầu lòng. Trong chuyện về Thánh David, chúng ta cũng phải nhìn vào những các hàng chữ mới có thể hiểu hết ý của tác giả viết trong Thánh Kinh. Trở lại chuyện Thánh David, vì sao vẫn tìm cách đuổi bắt David? Nên sau khi Samuel chết, David tụ tập một đám lâu la khoảng 600 người và đi vào vùng đồi núi hoang dã Carmel, sống ngoài vòng pháp luật, nói nôm na là làm nghề ăn cướp. Câu chuyện sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ tư cách của David. Gần vùng David và lâu la tụ tập có một phú hào rất giàu có tên là Nabon, với hơn 3.000 con cừu và 1.000 con dê. Ông ta có bà vợ khôn ngoan và xinh đẹp tên là Abigail. David sai 10 tên lâu la đến bắc địa. Nabon là một các rất lịch sự như sau. Nhân danh David, David vẫn bảo về tài sản của Nabon, không đụng chạm gì tới những đầy tớ của Nabon, không tơ hào gì đến của cải của Nabon. Vậy xin Nabon hãy cung cấp một ít súc vật và thức ăn, thức uống cho tập đoàn của David. Samuel 25:2.5 đến trang 8. Chúng ta đã biết trong các thành phố lớn ở Mỹ có nhiều thương gia cũng như mafia chiếu cố một cách tương tự, nói là để bảo vệ thương vụ của họ, nhưng thực chất là tống tiền. Ở quận Cam, trong cộng đồng người Việt trước đây cũng đã xảy ra chuyện này, không biết bây giờ có còn hay không. Nabon là người cứng đầu, coi David không ra gì, hỏi đứa nào là David và đứa nào là con của Jesse, bố của David, rồi từ chối lời yêu cầu của David. Các sứ giả của David quay về và phúc trình sự việc lên David. David nổi giận truyền lệnh cho lâu la, mọi người hãy đeo gươm vào, và David cũng tự mình đeo gươm. Rồi cả đoàn 400 người tiến đến hỏi tội Nabon, để lại 200 người giữ hậu cứ. Samuel 25:2.13, định giết sạch cả nhà của Nabon, không tha một người đàn ông nào hết. Samuel 25:2.22. Có người nói Abigail biết chuyện. Abigail biết là Nabon đã gây ra họa vì từ chối không cung cấp thức ăn, nước uống và bánh trái cho một tên cướp nổi tiếng trong vùng. Bà ta bèn vội vàng lấy 200 ổ bánh mì, 2 bầu rượu, 5 con cừu quay, 2 dạ hạt rang, 200 bánh trái quả, chất lên lưng lừa đi đến gặp David để tội chồng. Kể tội chồng là người thô lỗ, ngu ngốc, xin David tha cho chồng rồi dâng cho David những phẩm vật mang theo. Samuel 25:2.23 đến trang 28. David nhận phẩm vật và chấp thuận thỉnh cầu của Abigail. Abigail trở về nhà. Khi đó Nabon đang tiệc tùng say sưa. Sáng hôm sau, Abigail mới kể cho Nabon mọi việc. 10 ngày sau, thượng đế vật Nabon chết. Nabon 25:22.38. Thánh Kinh viết là struck, nghĩa là đánh, nhưng tôi dịch là vật để phù hợp với quan niệm của người Việt Nam: trời đánh thánh vật. Nghe tin Nabon chết, David sai người đến nói muốn cưới Abigail làm vợ. Abigail vội vàng lên lưng lừa. Abigail mang theo 5 người hầu
về làm vợ Thánh David. Đọc đoạn này trong Thánh Kinh, tôi cố vận dụng đầu óc mà vẫn không thể nào, không thể hiểu tại sao Đức Thánh Cha của chúng ta ở trên trời lại vật chết Na-ban theo như lời tố khổ của Abigail, thì chồng bà ta Na-ban là người thô lỗ, ngu ngốc. Nhưng thô lỗ và ngu ngốc có phải là một tội để cho Thiên Chúa trừng phạt hay không? Ngoài ra Na-ban chỉ có cái tội duy nhất là tiếc của, không chịu đóng hội chết cho tên cướp David. Và đây là quyền của ông ta. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy luận điệu thần học của Hồng Y Nguyễn Văn Thuận quả là có lý. Chúng ta không được lựa chọn vì công trạng của mình, nhưng chỉ vì lòng từ bi của Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa đã vì lòng từ bi mà chọn David, cho nên Thiên Chúa đã vật Na-ban chết để tạo cơ hội cho David hưởng, và Thiên Chúa cũng được hưởng chung. Vì Thiên Chúa luôn luôn ở cùng David, hương sắc của một bông hoa thuộc loại cũ, người mới ta. Nhưng đây chỉ là suy tưởng trong cái đầu óc thuộc loại vô thần của tôi. Tôi hy vọng được nghe lời giải thích của giới chăn chiên Kitô giáo về hành động của Thiên Chúa ở trên. Đừng có mang cái luận điệu bán thai, bán khai đầu óc của con người không thể hiểu được những ý định và việc làm của Thiên Chúa. Ra nói với tôi không bao giờ chấp nhận một lối giải thích có tính cách mà lị đầu óc con người như vậy. Nhưng đối với giới nghiên cứu Thánh Kinh thì chuyện về David và Abigail ở trên đã gây không ít thắc mắc cho họ và đã tìm các giải thích một cách hợp lý. Chúng ta hãy nghe lời bình luận của Friedrich Hesse Eton trong cuốn Scandalos, sang trang 143 đến 144 như sau. Nếu Thượng Đế vật chết Na-ban thì Na-ban đã gây bất hòa với David, thì tại sao ông ta không vật chết sao? Vì ông vua này đã nhiều lần định giết David vì ganh tị. Israel thời đó có đầy những tội phạm đủ loại, sao Thượng Đế không vật chết họ? Thế giới ngày nay cũng đầy những tội phạm và Thượng Đế cũng chẳng vật chết họ. Nhưng tất cả chúng ta đều quan sát thấy như vậy. Tại sao Thượng Đế lại chọn riêng Na-ban để mà vật chết? Câu viết trong Thánh Kinh không phù hợp với các sự kiện. Do đó không còn nghi ngờ gì nữa, điều xảy ra là David đã cung cấp cho Abigail một loại thuốc độc nào đó để Abigail đầu độc Na-ban. Thánh Abigail chờ 10 ngày sau mới hành động, nên tội ác của bà không hiển nhiên. Vậy chính Abigail đã giết Na-ban, người mà David ghét, và che đậy vết tích bằng cách nói với kẻ hầu người hạ là Thượng Đế đã vật chết Na-ban. Vì cách đối xử của Na-ban đối với David, những nô lệ của Na-ban ghét Na-ban vì ông ta là người khó tính, cho nên họ tin lời Abigail. Do đó Thánh Abigail là Thánh David đã thoát tội. Vì thời đó không có những người khám nghiệm tử thi để điều tra những cái chết đáng nghi ngờ. Ngay sau khi Na-ban chết, Abigail đã trở thành vợ của David. Điều này được phép được sắp đặt quá kỹ càng, chứ chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Kể ra cách giải thích trên cũng có lý, nhưng đó là cách giải thích khoa học dựa trên những sự kiện. Còn giải thích thần học thì chúng ta phải tin tất cả đều do mầu nhiệm Thiên Chúa của ông Nguyễn Văn Thuận. Chuyện Thánh David còn dài, nhưng tôi xin lướt qua vài đoạn để đi đến câu chuyện hay nhất, hấp dẫn nhất, thánh thiện nhất trong cuộc đời của Thánh David. Chuyện Thánh David và Thánh Bathsheba. Sau khi vua Saul và ngài vài người con trai chết trong trận chiến với dân Philippines, David trở về Israel và về bộ lạc Judan của ông khi trước. Nơi đây ông xưng vua một người con của Saul, Inbosheth cũng xưng vua ở một vùng khác trong Israel.
Nội chiến xảy ra trong nhiều năm, sau cùng ít bót hết bị bội phản nên David lên làm vua cả 12 bộ lạc ở Israel. Trước khi lấy Abigail, David còn có một người vợ khác là Ahinoam. Nay lên làm vua, ông đòi lại được người vợ đầu tiên là Michael. Vì trong khi ông chạy trốn thì vua Saul đã đem Michael gả cho một người khác. Ngoài ra, David còn có nhiều vợ khác nữa và không ít nàng hầu, vân vân. Dinh của David ở Jerusalem. Một hôm vào buổi chiều, David đi ở trên sân thượng của dinh. Từ đó ông nhìn thấy một người đàn bà rất đẹp đang tắm. Tôi đoán chừng khoảng cách giữa người đàn bà đang tắm và David phải gần lắm, cho nên David mới thấy rõ nhan sắc của bà ta. Quá 100 mét thì khó mà có thể thấy mặt mũi một người rõ ràng, trừ phi David có một cái ống nhòm. Thánh David bèn cho người đi hỏi xem bà ta là ai. Thuộc hạ về nói đó là Bathsheba, con gái Eliam, vợ của Utsa. Samuel 11.2.3. Thánh David chẳng cần biết Bathsheba là vợ ai, ông cho người triệu Bathsheba vào cung và hiệp thông với bà ta. Samuel 11.2.4. Chồng Bathsheba là Utsa, một sĩ quan trong quân đội của David và đang đánh nhau ở tiền tuyến. Do đó David tự do đi lại với Bathsheba mà chẳng còn phải e ngại gì. Đến một hôm, Bathsheba báo cho David biết là bà ta đã có mang. Chồng đi vắng mà lại có mang, giải quyết làm sao đây? Thiên Chúa ở cùng David nên David nghĩ ra một kế. Hắn truyền lệnh cho Joab, tướng chỉ huy ở tiền tuyến, phái Utsa về để cho David hỏi hắn về tình hình quân sự. Quân sĩ ngồi tiền tuyến hỏi xong rồi, David bảo Utsa hãy trở về nhà với vợ và ban cho Utsa rượu và thức ăn. Thánh David tính rằng sao vợ lâu ngày thế nào Utsa chẳng ngủ với vợ đêm đó. Thế là mọi việc đã giải quyết xong. Vì cái bầu của Bathsheba bây giờ là do Utsa làm ra, nhưng Utsa lại là người yêu nước bậc nhất, có tinh thần trách nhiệm bậc nhất, có lương tâm bậc nhất và cũng là kẻ khùng bậc nhất. Không chịu về nhà ngủ với vợ đã xa lâu ngày mà lại ngủ với đám cận vệ của David ngay ngoài cửa dinh. Biết chuyện này, David gọi Utsa vào hỏi: có phải là người xa nhà đã lâu mới trở về, sao không trở về nhà? Samuel 11.2.10. Utsa trả lời: tướng Joab của tôi là các quân sĩ đang ngủ trong liều cấm ở ngoài đồng, làm sao tôi có thể về nhà ăn uống phả phê và ngủ với vợ? Tôi chẳng bao giờ làm chuyện này. David ra lệnh cho Utsa: hãy ở lại đây thêm ngày nay và ngày mai, rồi hãy trở về tiền tuyến. Rồi David gọi cho Utsa vào ăn uống cùng Utsa và uống rượu cho Utsa say. Nhưng đêm đó Utsa vẫn không trở về nhà với vợ. Samuel 11.2.13. Sáng hôm sau, David ra lệnh cho Utsa trở về tiền tuyến mang theo một hàm của tướng chỉ huy. Ngoài đó là Joab. Trong thư, David ra lệnh cho Joab: hãy phái Utsa đến chỗ mặt trận nặng nhất rồi rút lui, để mình hắn đối phó và có thể bị chết. David tính không sai, quả nhiên Utsa bị chết ngoài mặt trận. Do sự phản bội của tướng Joab theo lệnh của David, khi nghe tin Utsa chết, Bathsheba than khóc chồng. Than khóc xong, Thánh Kinh tiếng Việt dịch là hết cư tang. Bà về làm vợ của David cư tang bao lâu? Không ai biết, nhưng chắc chắn là không lâu, vì Thánh Kinh viết là Bathsheba về làm vợ David khi đã mang bầu và sinh một đứa con. Samuel 11.2.27. Như vậy chúng ta có thể đoán rằng chắc thời
Giang hư tan vào khoảng 1 giờ, 2 giờ hay 1 ngày, 2 ngày gì đó. Giống như Abigail sau khi chồng chết vội vã về làm vợ David. Đại khái chuyện Thánh David chỉ có vậy. Tôi xin để quý độc giả tự mình đánh giá đạo đức của nhân vật David trong Thánh Kinh. Một nhân vật mà Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cũng như Đức ông Trần Văn Khả đều khoe rằng Chúa Giêsu của các ông ấy thuộc dòng dõi của ông vua nổi danh. Rất đã sinh ra đấng Messiah, một nhân vật mà tín đồ Cato Việt Nam thường hay tụng kinh nhật khóa cầu mong được về quê hiệp với vua David. Chắc phần lớn chúng ta sẽ lên án David là kẻ vô đạo đức, lạm dụng quyền thế, mưu mô giết Uzzah để cướp Bathsheba. Nhưng có thật là David cướp vợ của Uzzah hay không? Đọc kỹ Thánh Kinh, những điều ẩn hàm trong Thánh Kinh, chúng ta có thể thấy rằng Bathsheba cũng giữ một vai trò quan trọng, có khi còn là chủ chốt trong cái chết của chồng Uzzah. Quý vị có bao giờ thấy một người đàn bà hàng xóm tắm trùa ở ngoài sân để cho quý vị nhìn thấy không? Có thể quý vị may mắn hơn tôi, chứ riêng tôi chưa bao giờ thấy như vậy. Tại sao Bathsheba lại tắm trùa ở một nơi mà ông ta biết chắc là David có thể nhìn thấy từ sân thượng dinh của ông ta? Nếu David nhìn thấy bà thì tất nhiên bà cũng phải nhìn thấy David. Phải chăng bà đã nhiều lần nhìn thấy David ở trên sân thượng, thấy vóc dáng oai hùng của ông vua mà khi xưa đã đánh bại người Khổng Lồ? Vả lại người cũng thừa biết tính nết của David, tính nết mà cả nước đều biết, nên đã lập kế hoạch để chiêu dụ David sa chồng đã lâu. Rồi lại thấy ông vua hấp dẫn hơn một anh sĩ quan quèn trong quân đội, không biết sống chết ngày nào, nên rất có thể Bathsheba đã có kế hoạch đưa David vào bẫy. Cả nước đã biết David là người hiếu sắc, có nhiều vợ và cung tần mỹ nữ, thêm một người có sao đâu. Do đó theo như tôi suy đoán thì Bathsheba đã thành công trong mưu toan của mình, và do đó phải đồng gánh trách nhiệm về cái chết của Uzzah. Thánh Kinh kể rằng việc làm trên của David không làm cho Thượng Đế hài lòng, nhưng Ngài cũng chỉ vì Nathan đến dạy cho David một bài học về luân lý qua câu chuyện dụ ngôn. Dạy luân lý cho David thì cũng giống như nước đổ đầu vịt, vì những đoạn tiếp theo trong Thánh Kinh về David cũng chẳng có gì đạo đức hơn. Chỉ có chuyện ông ta làm vài bài thơ được gọi là thánh vịnh hay thi thiên, vò đầu bứt tai xưng tội cùng Thượng Đế. Nhưng chúng ta đã thấy trong bài Thánh Vịnh 51 mà chúng tôi đã nêu trong chương 1 trang 44 trích dẫn từ Thánh Kinh. Tôi không hiểu tại sao những người như Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Đức ông Trần Văn Khả lại có thể viết những câu ca tụng thần thánh David như trên. Tôi cũng không hiểu tại sao trong kinh nhật khóa của Cato giáo lại có những câu ca tụng thánh David cũng như cầu mong được về quê thật hiệp cùng vua David. Quý vị lãnh đạo tôn giáo trên đọc Thánh Kinh kiểu gì? Hay đó chỉ là nhắc lại những điều đã được nhồi vào đầu óc từ khi còn rất nhỏ? Phần chắc là các tín đồ Cato Việt Nam chỉ đọc những bản kinh mà các bậc lãnh đạo tinh thần của họ đã viết bày, viết bản để giam họ vào trong vòng mê tín. Chứ chính họ thì không bao giờ đọc đến Thánh Kinh, nên chẳng bao giờ biết đến sự thật. Tôi tin chắc rằng họ không hề biết David là ai. Bề trên dạy đọc thì cứ đọc, chứ không bao giờ. Chứ không ngờ thực chất của David chỉ là một tên tướng cướp, một bạo chúa, hoang dâm, vô độ, vô đạo đức và cuồng sát. Thật là tội nghiệp cho cả người chăn chiên lẫn con chiên. Mình thấy thật là nhục nhã khi những cái đạo như thế này mà lọt vào Việt Nam, với những nhà tư tưởng lớn, những nhà gọi là
văn hóa, không có một cái khái niệm, không có một nghiên cứu nào để cho những cái đạo này nhập vào Việt Nam và làm hoen ó tư tưởng thuần phong mỹ tục của con người Việt Nam. Tôi xin có một cái khẩn ý nói lên những cái thành phần quản lý về gọi là văn hóa xã hội, đề nghị nghiên cứu xem xét kỹ lại và có biện pháp trục xuất tất cả ra khỏi nền đất nước Việt Nam này. Không phải sợ, chúng ta không phải, không có gì phải sợ những cái thành phần này. Trời Âu trời Tây người ta đã làm rồi, Việt Nam mình cũng vậy, phải làm đi, đừng có nhân nhượng những thứ này. Nhân nhượng những thứ này thì đồng lõa với cái bọn này, đồng lõa với những cái tư tưởng này. Cái người lãnh đạo, cái người mà đem sáng chế ra cái đạo không ra gì thì nhập vào con người nó noi theo như vậy mà lại phê duyệt cho vào Việt Nam, tôi thật không hiểu nổi. Lần sau mình sẽ tiếp tục làm những cái bài của những Đức Giáo Hoàng gọi là người thừa kế Thiên Chúa, để làm những việc xâm hại trẻ em và phụ nữ trên khắp toàn cầu. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe.